Áo Huy là người đã lấy được bóng. Đường chuyền cột hay. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ Quảng Nam. Và cái pha phản công sắc nét của các cầu thủ Quảng Nam. Mai Thành Tranh Toại đã băng vào rất nhanh khi mà Văn Huy giành phát. Khoảng trống rất nguy hiểm. Như vậy là sau rất nhiều những pha dứt điểm thì cuối cùng Thái Sơn Bắc cũng đã đánh bại được thủ thành Bình Thiện với một pha dứt điểm từ xa. Cú bắt vô lề là Hoàng A Lâm tới đều là những người có thể thực hiện những pha sút xa cực kỳ khó chịu. Chúng ta đang được xem lại bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Bóng đã đi lập bập và khiến cho thủ thành Bình Thiện hoàn toàn mất phương hướng. Phát A Lâm tới. Cơ hội dứt điểm ngay. Tỷ số của trận đấu là 2-1. Và đó là bàn thắng của Danh Phát. Bàn thắng thứ hai của phòng này. Cú dứt điểm rất cẳng. Và Minh Thiện vừa rồi có lẽ là đã bị che khuất tầm nhìn nên đã không thể đưa ra được phản xạ. Bóng đi xuyên qua khe.